giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Quý vị, chào mừng quý vị đến với sân đấu trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VVF. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu tại vòng 3 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp bia sao vàng 2023, trận đấu giữa PVF CAND và Bà Rịa Vũng Tàu. Dứt điểm bóng hay. Cú vuốt má ngoài rất tự tin của Xuân Bắc. Đã không có cầu thủ nào của Bà Rịa Vũng Tàu che khu vực trước vòng cấm. Tình huống phạt góc dành cho các cầu thủ chủ nhà. Không thể đánh đầu nhưng vẫn còn cơ hội. Treo bóng, đánh đầu. Bà Rịa Vũng Tàu đã phải đá dài nhiều hơn. Tạt bóng. Rất nguy hiểm, cơ hội vẫn còn. Không vào. Đó là pha kết thúc của Tô Phương Thịnh. Tình huống nguy hiểm nhất được tạo ra bởi các vị khách. Chúng ta thấy là cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã tuân thủ theo chỉ đạo của huấn luyện viên Minh Phương. Treo bóng. Rất nguy hiểm. Không vào. Bàn thắng đã đến rất gần với các cầu thủ áo đỏ. Rất tiếc là Ngọc Sơn đã không thể có tình huống chạm bóng. Bóng cắt ngang qua khung thành. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Độ nhạy cảm thì Ngọc Sơn đã có thể ghi bàn. Lý Trung Hiếu. Hơi sâu. Vẫn còn. Đường trả ngược. Băng lên rất hay. Chân trái. Không vào. Đó là một tình huống băng lên âm thầm nhưng thực sự nguy hiểm của trung thành. Cầu thủ có cái chân trái rất đáng sợ. Đây là một tình huống hiếm hoi mà trung thành bứt lên. Rất hay. Cơ hội. Đánh đâu. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Và tiếp tục đó là thời cơ của Lê Minh Bình. Tình huống tranh chấp dũng mãnh của Đào Văn Trưởng. Và lập tức là quả tạt vào bên trong. Nó không hẳn là một tình huống đánh đầu, chỉ là một tình huống chạm bóng, có lẽ là bóng vai. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Hữu Nam. Huỳnh Công đến. Không được. Chân trái. Không vào. Vẫn còn. Vẫn không vào. Những pha bắn phá liên tục của BVM CAND. Và rất tiếc cho cú đá đầu tiên. Chúng ta xem lại tình huống này. Huỳnh Công đến dứt điểm đập vào người cầu thủ đối phương. Và lại một lần nữa, trung vệ Ngọc Sơn có được cơ hội ghi bàn ngon ăn. Cú đá tầm thấp. Dứt điểm bóng hay. Lại một lần nữa thì hậu vệ của Bà Rịa Vũng Tàu chặn được cú đá của đối phương. Trong những mùa giải hạng nhất đã qua, đây là cú đá mới nhất của Đức Phú. Đây là tình huống mà số 22 đã việt vị. Và bóng rất rõ ràng. Không có lỗi. 9 quả phạt góc. Cơ hội dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là cú đá ngay. Phần nào đó là hơi vội vàng từ Khánh Duy. Như vậy. Và như vậy là tiếng còi khép lại trận đấu đã vang lên. Chung cuộc BVF CAND và Bà Rịa Vũng Tàu hòa nhau không bàn thắng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.